Thưa cô bác anh chị, chúng ta đang có mặt ở chợ Thảo Điền. Đây đang là cửa Tây của chợ Thảo Điền. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10, khu vực này chợ Thảo Điền thì vẫn chưa có họp trở lại nhé các bạn. Họ cũng đánh cửa Tây chợ Bến Thành, nó cứ giống như là cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. Cô và anh chị, lúc này chúng ta đang có mặt ở cầu Sài Gòn. Lúc này đang ngớt mưa rồi. Sài Gòn bắt đầu hửng nắng và ngớt mưa. Bây giờ mình sẽ quẹo đi vô đường Nguyễn An Ninh. Ở đây sao đây ta? Phải bơm nước ở dưới hầm. Vậy là nhà nước bị tràn vô này. Bún mọc thanh mai, khu này, khu chợ Bến Thành này, nước lại tràn vào nhà. Đây bà con đang đến để lãnh tiền Covid. Rồi đây là góc Lê Thánh Tôn, cắt với đường Trương Định thưa các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi sang quận 2 nhé. Mình tiếp tục giao thuốc cho bà mẹ nuôi, cho mẹ nuôi. Ở Việt Nam thì nhiều khi cứ hay nói đệm, nói nên là thành cái thói quen. Và qua clip này thì cũng xin cảm ơn cô chú Đệ Vân, rồi anh Dêm Huỳnh, rồi một số cô chú khác đã gửi những các cái nhu yếu phẩm và thuốc để
Tuấn Dương sử dụng và chia sẻ đến nhiều người. Và Tuấn Dương cũng xin cảm ơn sư cô ở bên Úc cũng đã gửi rất là nhiều những các cái thuốc để hỗ trợ điều trị Covid. Đây là góc đường Lý Tự Trọng cắt với đường Trương Định. Đường phố thì cũng vẫn còn khá vắng, các công nhân vệ sinh đang đi quét dọn để cho đường phố nó sạch sẽ hơn. Một số chỗ thì nước thoát không kịp, mình còn quan sát thấy nước đang bị ngập. Rồi đi thôi các bạn ơi, đó, nước ngập linh láng. À, có một anh đã chạy đi tập thể dục rồi, rất tuyệt vời. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi nãy thì trời mưa mù mịt luôn. Bây giờ thì theo như quan sát của mình thì mình thấy là trời đã ngớt mưa nhưng mà mây vẫn còn rất nhiều. Đây, hướng này là chúng ta đang chạy về phía đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai thì ngày xưa có tên là đường Hồng Thập Tự. Còn Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì ngày xưa có tên là đường Công Lý, thưa quý cô bác anh chị và các bạn. Một số những cái quán cà phê lúc này thì như ở phía bên tay trái của các bạn ấy, là họ ghi cái biển là chỉ bán mang về. Và theo cái thông tin trên một số tờ báo á, chiếc xe này chắc là bị hết ắc quy rồi các bạn. Có nhiều xe sau khi mà mấy tháng không được phép di chuyển thì bây giờ khi mà cuộc sống bình thường trở lại thì họ mang xe đi sửa chữa, và trong đó một cái số lượng lớn nhiều người là phải đi thay ắc quy suốt mấy tháng để xe trong bãi gửi xe. Rồi các cái bãi gửi xe thì cũng không có mở cửa phục vụ, hoặc là một số người không được phép đi ra đi vô. Đây, chúng ta vừa đi ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch ngày xưa là đường Duy Tân. Hướng này là chúng ta sẽ đi về phía cầu Thị Nghè nha các bạn. Rồi, chúng ta vừa cắt Hai Bà Trưng với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một trong số những cái tin mà khá vui đó là hiện nay thành phố đã có những cái chính sách để mà hỗ trợ người dân ở các tỉnh về quê. Theo đó thì khi mà qua các cái chốt thì bà con được vận động để quay trở lại. Tuy nhiên, nếu mà ai không muốn ở lại thì thành phố sẽ liên lạc với địa phương nơi người dân muốn đi về, và sẽ trên cơ sở là
phát những các cái phiếu yêu cầu để cung cấp thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, nơi thường trú và các cái phiếu điều tra dịch tễ, điều tra về cái tình trạng sức khỏe, đã tiêm vaccine hay chưa, mấy mũi rồi, rồi tình trạng ra sao, có âm tính hay là như thế nào, thì để các cái biện pháp này để mà nhằm mục đích là kiểm soát những các cái yếu tố nguy cơ dịch bệnh. Đây cũng là một cái điều rất là tốt, vì nhiều tháng vừa qua có những người không có trụ nổi. Đây đang là góc đường Đinh Tiên Hoàng, cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai cho các bạn. Bên tay phải là đài truyền hình thành phố. Đi thẳng là chúng ta sẽ đi về ngã tư Hàng Xanh. Còn quẹo trái là chúng ta sẽ đi ra cái nút giao Điện Biên Phủ. Tới đây là khúc góc Nguyễn Bình Khiêm, cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quẹo phải đây thì chúng ta sẽ đi về phía sở thú, nhưng mà tuy nhiên nó lại là cái đường một chiều. Còn chúng ta đi thẳng đây thì chúng ta sẽ gặp cầu Thị Nghè. Nhiều cái chiếc xe máy tay ga này bị chết máy này, lâu quá không có hoạt động, không có khởi động. Đây chúng ta đang đi qua cái cầu Thị Nghè đây các bạn. Lúc mà có dịch ấy, thì cái khu vực này cũng có những cái chốt kiểm soát. Đây là cầu Thị Nghè 1. Phía bên tay phải này là chung cư Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Hai quẹo phải này chúng ta sẽ đi vào với khu chợ Thị Nghè. Trước đây thì cái quận Bình Thạnh, trong đó là phường 19 là cách ly nguyên phường luôn. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh. Sài Gòn cũng đang bước vào cái mùa mưa, 6 tháng mùa khô, 6 tháng mùa mưa ở đây thì cũng tầm bây giờ tháng 10 cũng gần cuối mùa mưa rồi các bạn. Đây một số những các cái tiệm trà sữa bán mang đi, Tuấn Dương thấy họ đã bắt đầu phục vụ khách. Các tiệm nha khoa, tiệm mắt kiếng đã hoạt động rồi. Tuy nhiên thì rất nhiều những cái cửa hàng lúc này đang chờ những cái người chủ nhân mới.
chờ chủ nhân mới, có nghĩa là sau nhiều tháng họ sau nhiều tháng phải đóng cửa và không tìm được chủ mới thì những cái mặt bằng này đang bị bỏ trống và chủ đang để biển để cho ai có nhu cầu thì sẽ thuê lại để kinh doanh. Đây khúc ngã tư Hàng Xanh đây các bạn. Đi thẳng rồi đi về khu bến xe miền Đông. Đó. Còn bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo trái để đi qua cầu Sài Gòn hướng về phía ngã tư Thủ Đức. Mình vẫn thấy cái lực lượng là các chú bộ đội đang phân chia những các cái nhu yếu phẩm, có lẽ là để chia sẻ cho bà con. Hai anh chàng này ôm cái bình ga đi bơm bơm ga máy lạnh. Thế cảnh tượng này đúng là phải mấy tháng rồi, hôm nay mới được nhìn thấy. Đây vẫn đang là đường Điện Biên Phủ thuộc phường 21 quận Bình Thạnh. Đây chúng ta đi qua cái cây cầu là cầu Văn Thánh 1. Trong một số năm trở lại đây thì Sài Gòn đường xá cũng rất là phát triển. Quẹo phải đây chúng ta sẽ đi vào khu du lịch Văn Thánh này. Thỉnh thoảng có những cái hạt mưa nó làm ướt mất cái camera yêu quý của mình. Đây, chúng ta chui qua cái đường sắt trên cao. Cái tuyến Bến Thành đi Suối Tiên. Đường đây thì khá là gồ ghề. Đây là cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Đây chúng ta sẽ đi qua cây cầu này, họ gọi là cầu Sài Gòn 2. Mình thấy một số người đang ngắt bông. Một số thì đang mặc áo mưa. Wow, mưa to quá các bạn ơi. Chà. Nhiều người đang dừng lại để mặc áo mưa đây. 47 là Đắk Lắk mà. Wow. May là mình mặc áo mưa từ trước đó rồi. Đó, trời đang mưa rất lớn luôn. Mưa quá to luôn. Rồi đây chúng ta sẽ đi qua sông Sài Gòn. Nhìn giống như là trong phim này các bạn. Anh chàng này đạp xe này. Rồi, ướt hết rồi anh chàng ơi. Có đua không?
Anh ấy đang đạp xe nhưng mà cũng mưa ướt hết rồi. Tốc độ anh ấy chạy vào khoảng là 40 cây số một giờ. Đây các bạn ơi, giờ đây sẽ đi sang khu Trần Não, rồi đường Nguyễn Văn Hưởng. Đây chúng ta đang đi qua một cái khu công viên, nhìn rất đẹp. Một số người phải dắt xe, dắt bộ, chắc là hết xăng. Đây, đi thẳng là Nguyễn Văn Hưởng, rồi chợ Thảo Điền. Đây, một số người dân thì họ trú mưa ở dưới cái cây cầu này. Đó. Trời đang mưa rất lớn luôn. Đó, thưa cô ba anh chị, mình đang đứng ở dưới cái gầm cầu vượt và mưa rất lớn luôn. Đó. Lúc này thì trời mưa rồi tạnh, nó chóng vánh, nó rất là nhanh. Đây, bên này là quận 2 rồi. Mưa to quá. Mưa quá to luôn. Mưa mà không nhìn ra đường nữa. Mưa to quá. Lúc này thì đường đang làm. Nhường cái xe này cho họ đi trước. Hạnh phúc khi là được nhường nhịn nhau. Không ngờ mưa to quá các bạn ơi. Ở khu này thì không có chỗ mà trú mưa luôn. Mưa lớn như này kết hợp với chiều cường thì rất dễ là bị ngập. Chắc chỉ mưa một lúc nữa thôi là ngập.
một số người khi mà họ chở hàng đi, chở hoa đi mua to quá họ phải tạm dừng lại. Đây đang là các cái khu biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền này. Biệt thự Kim Sơn. Đây, chúng ta đi qua cái cầu này là cầu Ông Há. Khu bên quận 2 này, đường xá khá tốt. Toàn biệt thự không? Cái video này có hơi bị mờ thì cũng mong các cô bác anh chị cũng thông cảm dùm. Với cái điều kiện trời mưa thì rất khó để mà ngăn cho nước mưa nó vào ống kính, trừ phi mà chúng ta ngồi trong xe hơi thôi. Đó, tới đây thì mưa đã ngớt rồi. Tuy nhiên các bạn nhìn này, nước thì vẫn bên đây phải là tòa nhà River Garden. Đó. Trời mưa thì mặt đường nước nó thoát không hết đó, là đi tạo thành những cái vũng nước mà khi các cái xe đi qua thì nó bắn lên. À, Tuấn Dương cũng gần tới nơi rồi. Đó, các bạn nhìn thấy cái chiếc xe hơi phía đằng trước đi này, rồi chiếc xe gắn máy đi, nó bắn nước bắn tung tóe luôn. Mưa quá to luôn. À, sắp tới nơi rồi các bạn ơi. Con đường này cũng khá xa đó. Ôi, các bạn nhìn đấy. Xe máy khi đi qua những cái vũng nước mà bắn tung tóe luôn.
Thôi được cái là trời mưa như thế này đi thì nó sẽ an toàn hơn, ít người đi lại. Rồi. 204 sắp tới rồi.